Vì các Bồ Tát muốn giúp cho vô lượng vô biên hữu tình đều mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát có thể xả bỏ các căn lành của người khác, hay hồi hướng xả bỏ bố thí cho vô lượng vô biên hữu tình khác, huống là căn lành của bản thân mà không thể xả bỏ sao? Bồ Tát vẫn xả bỏ căn lành có được, huống nữa là những tài vật khác mà không xả bỏ được sao? Như vậy Bồ Tát có thể xả bỏ những thứ có hình sắc và không hình sắc, hay xả bỏ các lành thù thắng của mình và của người, cho đến xả bỏ trí nhất thiết trí, bố thí cho các loài hữu tình, giúp cho họ cùng chứng đắc. Như vậy, Bồ Tát giống lên tiếng sư tử, ta hoàn toàn không có sự thấy. Đối với các pháp, ta hoàn toàn không có sự thấy. Đối với những thứ có hình sắc, không hình sắc, các vật bên ngoài, bên trong, tuy ta không thấy, nhưng đều có thể xả bỏ. Như vậy, Bồ Tát nghĩ, ta hoàn toàn không thấy pháp, không thấy vật, nhưng không xả bỏ việc bố thí cho các loài hữu tình. Như vậy, Bồ Tát chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dùng trí nhất thiết trí đã chứng đắc xét đoán quan sát thế gian, giống lên tiếng sư tử. Ta hoàn toàn không có sự thấy đối với các pháp, ta cũng không có sự thấy đối với những thứ có hình sắc, không hình sắc, các vật bên ngoài, bên trong cũng không thấy, tuy không thấy nhưng ta có thể xả bỏ, nghĩa là không thấy có pháp, có vật nhưng không hay bố thí cho các hữu tình. Như vậy Bồ Tát thường nhớ nghĩ, khi ta chứng đắc vô thượng giác, đối với tất cả pháp ta hoàn toàn không có sự thấy, tuy không có sự thấy nhưng ta đều hiện chứng và biết khắp tất cả pháp. Do Bồ Tát hay xả bỏ tất cả nên khi chứng đắc vô thượng giác, Bồ Tát có thể xả bỏ rốt ráo tất cả pháp. Do xả bỏ rốt ráo tất cả pháp nên Bồ Tát đều hiện chứng và biết rõ tất cả pháp, hiện thể pháp tánh của pháp, xả bỏ tất cả. Như vậy hoàn toàn không thấy các pháp, hiện thể pháp tánh của pháp cũng hoàn toàn không có sự thấy. Như vậy Bồ Tát đều hiện chứng, đều biết khắp tất cả các pháp. Như vậy Bồ Tát đối với bên ngoài hay bên trong, tất cả đều xả bỏ, pháp bên ngoài bên trong đều có thể xả bỏ hoàn toàn nên không còn sự thấy. Do không có sự thấy các pháp nên khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì hoàn toàn hiện chứng, hoàn toàn biết rõ khắp các pháp và có thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Lại nữa, này mãn từ từ, chúng Bồ Tát nên học bố thí ba la mật đa thanh tịnh như vậy. Bồ Tát nào có khả năng học cách bố thí ba la mật đa thanh tịnh như vậy thì mới gọi là chân tịnh Bồ Tát, thường không xa lìa tâm trí nhất thiết. Khi nào Bồ Tát thường không xa lìa tâm trí nhất thiết thì khi đó Bồ Tát không bị ác ma làm hại, huống nữa là loài dược xoa, tất xá già, quỷ ăn thịt, vân vân làm sao hại được. Nếu có hữu tình nào tìm chỗ sơ hở của Bồ Tát này thì chắc chắn không có điều đó. Vì sao? Vì nếu ở địa phương nào có Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, luôn tư duy về trí nhất thiết trí, không chút nào rời bỏ, thì người và chẳng phải người, phi nhân ở địa phương đó không thể tìm chỗ sơ hở của Bồ Tát. Vì sao? Mãn từ từ, vì nếu thường tư duy trí nhất thiết trí là tác ý không thể nghĩ bàn, rộng lớn sâu xa, hiếm có trong đời, trí nhất thiết trí không thể nghĩ bàn, rộng lớn sâu xa, khó đo lường. Lại nữa, này mãn từ từ, nếu các Bồ Tát hay học hạnh của Đại Bồ Đề như vậy, thì có ơn đức lớn với các hữu tình và có khả năng nuôi dưỡng dạy dỗ tất cả hữu tình, nghĩa là Bồ Tát hay giúp các loài hữu tình trong thế gian không bị tai nạn, bỏ điều ác, tu tập điều lành. Do nhân duyên này nên các chúng Bồ Tát an trụ nơi quả vị Bồ Tát, thường hay làm lợi ích an vui cho tất cả phàm phu, thanh văn và độc giác. Khi các Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng đã có ơn đức lớn với các hữu tình, khéo nuôi dưỡng dạy dỗ tất cả hữu tình, nghĩa là hay giảng chánh pháp giúp cho hữu tình dứt hết phiền não. Nhờ vậy nên vô lượng vô biên hữu tình đều đắc niết bàn, được an vui rốt ráo. Vì thế khi sắp chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát đối với phàm phu thanh văn độc giác là tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn, là tôn quý, là mầu nhiệm, là vi diệu, không thể nghĩ được, là trên hết, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Sau khi nhập niết bàn,
Bồ Tát cũng có ơn đức lớn đối với các loài hữu tình, hay khéo dưỡng dục tất cả hữu tình, nghĩa là đối với tháp của Như Lai hay cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, dâng cúng các thứ vòng hoa thượng diệu, những thứ hương xoa, hương bổ, y phục, chuỗi ngọc, cờ báu, lọng lụa, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân. Do nhân duyên này, các loài hữu tình đã gieo trồng vô lượng căn lành thù thắng, hoặc nghe giáo pháp niết bàn cốt yếu của Như Lai, siêng năng tu học chứng đắc niết bàn. Đối với tháp của Như Lai, hữu tình nào dâng cúng một chút hương, một cành hoa thì Phật sẽ thọ ký cho hữu tình đó, đều được xa lìa sự dục, chốt giáo được niết bàn. Như vậy, Bồ Tát ở nơi địa vị Bồ Tát có ân đức lớn đối với các hữu tình, hay khéo dưỡng dục tất cả hữu tình. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cũng có ân đức lớn đối với các hữu tình, hay khéo dưỡng dục tất cả hữu tình. Sau khi vào niết bàn, Bồ Tát cũng có ân đức lớn đối với các hữu tình, khéo dưỡng dục tất cả hữu tình. Vì các Bồ Tát thường có ân đức lớn đối với các loài hữu tình, cho nên khéo dưỡng dục tất cả hữu tình là bậc tôn quý nhất, giỏi nhất, ngoài chư Phật ra không ai có thể sánh bằng. Lại nữa, này Mãn Từ Tử, nếu các Bồ Tát thành tựu được công đức thù thắng như thế, thì những vị ấy thường hay làm lợi ích cho tất cả hữu tình, thí như vàng ròng, có thể đem lại lợi ích cho hữu tình, nghĩa là khi chưa được luyện, hoặc đã luyện rồi, khi chưa được làm thành vật trang sức, hoặc khi đã được làm thành vật trang sức, khi chưa thay đổi hoặc đã thay đổi, thì vàng vẫn có thể đem lại lợi ích cho tất cả hữu tình. Như vậy, Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề trụ địa vị Bồ Tát hay làm lợi ích lớn cho hữu tình. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Sau khi vào niết bàn cũng làm lợi ích lớn cho hữu tình. Lại nữa, này Mãn Từ Tử, như mặt trời mặt trăng xoay quanh bốn châu làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Nghĩa là tất cả hữu tình trong bốn châu nhờ có ánh sáng của mặt trời mặt trăng chiếu ra mà có thể làm được mọi việc, giúp hữu tình biết rõ sự khác nhau ban ngày, ban đêm, nửa tháng, đầy tháng, mùa, năm, vân vân, các thứ hoa quả, lúa mạ, cỏ cây, cũng nhờ ánh sáng của mặt trời, mặt trăng mà được sanh trưởng chín tới để nuôi sống hữu tình. Như vậy, Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề trụ địa vị Bồ Tát làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng làm lợi ích cho hữu tình. Sau khi vào niết bàn cũng làm lợi ích cho hữu tình. Này Mãn Từ Tử, các chúng Bồ Tát thành tựu công đức rộng lớn như thế, thường làm lợi ích lớn cho hữu tình. Thí như người chủ buôn có nhiều của cải châu báu, có thể giúp cho trăm ngàn bạn bè, thương gia, quyến thuộc đều được đầy đủ các dụng cụ sinh sống. Cho đến khi người chủ buôn chết, mọi người nhờ những của cải quý báu này mà đời sống đầy đủ an vui. Như vậy, Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Đề trụ địa vị Bồ Tát thường hay làm lợi ích an vui cho vô số hữu tình, huống nữa là khi đắc được Bồ Đề và sau khi vào niết bàn được oai lực lớn, chẳng lẽ không thể mang lại lợi ích an vui cho các đệ tử sao? Lại nữa, này Mãn Từ Tử, như vậy Bồ Tát thường làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, nghĩa là khi ở địa vị Bồ Tát hoặc khi thành chánh giác hay lúc vào niết bàn, Bồ Tát chưa từng tạm bỏ việc làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Như có bậc thiện sĩ, đầy đủ tướng của bậc thiện sĩ, có thể tìm an vui cho mình và cũng có thể đem lại an vui cho các hữu tình khác, khéo giữ gìn của cải, khéo phân chia, nên gọi là thiện sĩ. Như vậy, Bồ Tát khéo thâu giữ của cải, công đức quý báu ngay nơi quả vị Bồ Tát, có thể làm lợi ích an vui cho vô số hữu tình. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng khéo làm lợi ích an vui cho vô số hữu tình. Sau khi vào niết bàn cũng khéo làm lợi ích cho vô lượng hữu tình, nghĩa là sau khi vào niết bàn đem năng lực công đức làm lợi lạc cho các đệ tử. Này Mãn Từ Tử, như vậy khi ở địa vị Bồ Tát hoặc khi đắc được Bồ Đề hoặc sau khi niết bàn, Bồ Tát thường hay làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, không ngừng nghỉ phút giây nào, giống như thiện sĩ kia, đầy đủ tướng thiện sĩ. Thiện sĩ có khả năng làm cho mình và người đều được an lạc, xa lìa những việc không như ý. Các chúng Bồ Tát cũng lại như vậy, có thể giúp cho mình và người thường được an lạc, xa lìa mọi nghiệp ác phiền não, không đạo vào đường ác luân hồi sanh tử, được vào niết bàn an vui rốt ráo, hoặc thành chánh giác, làm lợi ích cho tất cả.
Này Mãn Từ Từ, như con rồng sát đế lợi quán đảnh vương, lên nhận ngôi vua, khi làm vua hoặc lúc làm thái tử, đều đem an lạc cho tất cả sa môn phạm trí và hữu tình khác, hoặc sau khi băng hà cũng có thể làm cho đất nước và nhân dân an lạc, không ai khổ đau. Nghĩa là do oai lực công đức của nhà vua mà đất nước giàu có thái bình, không có giặc giã, oán thù, vân vân. Như vậy, Bồ Tát trụ địa vị Bồ Tát, thực hành hạnh Bồ Đề, Bồ Tát có thể đem an lạc cho tất cả hữu tình. Khi chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Bồ Tát cũng đem an lạc cho tất cả hữu tình. Sau khi vào Niết Bàn, Bồ Tát cũng đem an lạc cho tất cả hữu tình. Nghĩa là sau khi Bồ Tát Niết Bàn, có vô số hữu tình cúng dường, cúng kính, tôn trọng ngợi khen thác, nên được vô lượng phước đức, lắng nghe chánh pháp, thọ trì đọc tụng, tư duy đúng lý, vì người diễn nói chánh pháp cũng được vô biên công đức thù thắng. Sau khi Đức Phật Thế Tôn Niết Bàn, các loài hữu tình nào nhớ nghĩ đến giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai, thì nhờ nhân duyên này, các loài hữu tình ấy sẽ không đọa vào đường ác, được sanh trong cõi trời người, thường thọ hưởng khoái lạc hoặc chứng đắc Niết Bàn tam thừa, có thể làm cho mình và người được rốt ráo an lạc. Trong đời hiện tại, người chẳng phải người vân vân không thể gây hại cho hữu tình này, các sự sợ hãi không thể quấy phá bức bách họ được. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì công đức niệm Phật có thể diệt trừ sự sợ hãi của người chẳng phải người trên thế gian. Khi ấy, Đức Phật khen ngợi Xá Lợi Tử: lành thay, đúng như lời ông nói. Nếu loài hữu tình nào hay nhớ nghĩ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Như Lai, thì loài hữu tình này có thể diệt trừ được sự sợ hãi của người chẳng phải người vân vân ở thế gian. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là hiếm có, Như Lai đã thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh như vậy. Thế Tôn dạy Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, nên biết Bồ Tát cũng có thể thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh như vậy. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, sự thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh của Bồ Tát là những gì? Phật dạy: Sự thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh của Bồ Tát là phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không thối chuyển. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh, nhất là các pháp tánh như lai tánh, tự nhiên giác tánh và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tánh. Các bồ tát nào phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề không thối chuyển thì nhất định sẽ thành tựu pháp mầu nhiệm rộng lớn thanh tịnh. Bấy giờ Xá Lợi Tử nói với cụ thọ Mãn Từ Từ: Các chúng Bồ Tát nên phát tâm, những hữu tình nào đến chỗ ta cầu xin những vật dụng của cải để sinh sống, thì ta sẽ phát khởi tâm bố thí mãnh liệt, không nên khởi tâm không cho vật dụng để sinh sống. Giả sử ngay khi ấy không có vật dụng của cải, ta quyết sẽ dùng phương cách để bố thí, chứ không phát khởi tâm như vậy. Bây giờ ta không có của cải vật dụng, không cần tìm phương cách bố thí. Nếu hữu tình nào bố thí cho người ấy, ta sẽ tùy ý theo. Nếu họ không muốn bố thí, thì ta sẽ dùng mọi phương tiện dạy dỗ họ, giúp cho người mong cầu đều được mãn nguyện. Như vậy, Bồ Tát hoặc bố thí của cải vật dụng cho hữu tình, hoặc hầu thầy khi thầy bệnh đau, nếu có chút ít phước nghiệp nào đều ban cho hữu tình, và cùng hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và muốn làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận thời vị lai, khiến cho tất cả thoát khỏi đường ác, sanh tử đau khổ, giúp tất cả vào Niết Bàn hoặc đạt được trí nhất thiết. Hữu tình nào tự thực hành bố thí, tu tập các phước nghiệp khác, thì Bồ Tát khuyên họ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy, Bồ Tát đạt được phước đức nhiều hơn phước nghiệp bố thí của hữu tình khác gấp trăm lần ngàn lần, cho đến gấp vô số lần. Vì sao? Vì Bồ Tát khuyên phát tâm hồi hướng thì có thể giúp mình và loài hữu tình đều chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Mãn Từ Từ, các chúng Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, trước hết phải tu tập phương tiện thiện xảo, tùy theo phương tiện thiện xảo tu tập được mà tu hành bố thí. Tùy theo phước nghiệp tu hành bố thí đều đem hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và nguyện cầu cho các hữu tình đều cùng chứng đắc trí nhất thiết trí. Như vậy, Bồ Tát khéo tu tập dùng phương tiện thiện xảo có thể giúp mình và người đều được lợi ích thù thắng.
Nếu các Bồ Tát tu hành bố thí không tu tập phương tiện thiện xảo trước, thì giả sử có trải qua hằng hà sa số kiếp tu hành bố thí cũng không thể phát tâm cùng với hữu tình hồi hướng đến Bồ Đề, không thể nhiếp thọ tu tập bố thí ba la mật đa, không thể chứng đắc được trí nhất thiết trí như đã mong cầu. Lại nữa, này mãn tử tử, giả sử có nhiều hữu tình cầm bình bát to lớn bằng 3.000 đại thiên thế giới đến chỗ Bồ Tát và nói: chúng tôi cần xin đầy bình bát này, mong người gấp gấp ban cho. Bồ Tát không khởi tâm khác với hữu tình ấy, chỉ khởi tâm nhất quyết bố thí cho hữu tình ấy, nghĩa là hoàn toàn không khởi tâm sân hận, cho rằng hữu tình khinh thường xúc phạm mình, cũng không khởi tâm không bố thí, nghĩa là nghĩ làm sao ta có thể cho người kia nhiều phẩm vật được, cũng không khởi tâm không có của cải, nghĩa là nghĩ ta làm sao có thể cho đầy đủ vật báu, đầy bát lớn đến 3.000 đại thiên thế giới của hữu tình kia. Bồ Tát chỉ nên nghĩ: bây giờ vì hữu tình này, ta phải tu tập thần thông thủ thắng, tu tập các phương tiện để gom góp nhiều của cải quý báu, chắc chắn làm cho người mong cầu kia thỏa mãn ý muốn. Khi đó, Bồ Tát tinh tấn vượt bậc, siêng năng gia hạnh, cầu thần thông thủ thắng, muốn tích góp của cải quý báu để bố thí cho hữu tình đang cầu xin. Bồ Tát nhiếp thọ tinh tấn ba la mật đa, đắc được thần thông, tích góp được nhiều của cải quý báu. Bồ Tát bố thí cho người cầu xin được mãn nguyện. Bồ Tát nhiếp thọ bố thí ba la mật đa như vậy gọi là các chúng Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, phát tâm rộng lớn, thường không nhàm chán mệt mỏi. Nhờ vậy, Bồ Tát mau chóng chứng đắc vô thượng Bồ Đề, có thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Lại nữa, này mãn từ tử, các đại Bồ Tát nên thương xót hữu tình mà thực hành bố thí, nên trụ tâm từ ban vui cho chúng sanh mà thực hành bố thí, nên trụ tâm bi dẹp sạch khổ đau cho hữu tình mà thực hành bố thí, nên trụ tâm hỷ mừng vui các hữu tình xa lìa khổ đau được an vui mà thực hành bố thí, nên trụ tâm xả bình đẳng làm lợi ích cho hữu tình mà thực hành bố thí. Bố thí như vậy rồi nên phát tâm phước đức và việc lành ta đã tạo được, ta xin bố thí cho loài hữu tình trong mười phương, giúp họ vĩnh viễn giải thoát khỏi đường ác sanh tử. Những người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì ta làm cho họ sớm phát tâm. Những người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì khiến họ vĩnh viễn không thối lui. Đã không thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì giúp họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này từng giờ xả bỏ phước đức và căn lành cho các hữu tình. Các Bồ Tát này từng lúc căn lành được tăng trưởng. Các Bồ Tát này từng giờ lấy việc tu tập điều lành cùng hồi hướng cho các hữu tình đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nguyện cùng nhau chứng được trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này từng lúc căn lành tăng trưởng hơn trước. Lại nữa, này mãn từ từ, thí như vàng ròng từng giờ được tôi luyện, được đốt gò, từng lúc màu sắc sáng bóng càng tăng lên, từng giờ màu sắc sáng bóng càng tăng thêm hơn trước, từng lúc dần dần mềm dẻo, có thể làm vật dụng. Như vậy, Bồ Tát từng giờ đem điều lành đã tạo cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nguyện đồng chứng đắc trí nhất thiết trí. Từng lúc căn lành tăng trưởng, từng giờ căn lành càng tăng trưởng hơn, thì từng lúc càng gần gũi trí nhất thiết trí. Này mãn từ từ, như có người con gái chùi gương soi mặt, từng giờ gia công lau chùi gương, từng lúc gương càng trong sáng, từng giờ gương càng sáng lần, từng lúc mặt gương không còn bụi, mọi cảnh tượng đều hiện rõ trong gương. Như vậy, Bồ Tát từng giờ quyết chí đem phước đức và việc lành tạo được hồi hướng đến trí nhất thiết trí. Từng lúc, Bồ Tát luôn bố thí khắp tất cả hữu tình trong thế giới mười phương, khiến họ vĩnh viễn thoát đường ác sanh tử. Người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm. Người đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm cho họ không còn thối lui. Người nào không còn thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì giúp họ mau chóng viên mãn trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này từng giờ xả bỏ căn lành của mình bố thí cho các loài hữu tình. Từng lúc căn lành càng tăng thêm, từng giờ căn lành càng tăng thêm, từng lúc càng gần gũi trí nhất thiết trí. Như vậy, Bồ Tát tu tập phương tiện thiện xảo
Hồi hướng mong cầu trí nhất thiết trí khiến các công đức dần dần tăng trưởng, mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề và có thể làm lợi ích cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Này mãn từ từ, tại sao có Bồ Tát thực hành bố thí nhiều nhưng nhận phước đức rất ít? Tại sao có Bồ Tát ít thực hành bố thí lại nhận được nhiều phước đức? Tại sao có Bồ Tát ít thực hành bố thí và nhận được ít phước đức? Tại sao có Bồ Tát bố thí nhiều và nhận được phước đức nhiều? Nếu những Bồ Tát nào tuy trải qua hàng hà sa số đại kiếp, thường xả bỏ vô lượng vô số của cải quý báu rồi bố thí cho các loài hữu tình trong thế giới mười phương, nhưng không hồi hướng quả vị vô thượng Bồ Đà, nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó thực hành bố thí nhiều nhưng được phước ít. Nếu những Bồ Tát nào dù trải qua thời gian ngắn ngủi bố thí cho hữu tình ít của cải, nhưng hay hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nguyện cùng với hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó ít thực hành bố thí mà thâu nhận nhiều phước đức. Nếu những Bồ Tát nào trải qua thời gian ngắn ngủi bố thí chút ít của cải cho hữu tình, nhưng không hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó thực hành bố thí ít và nhận phước cũng ít. Nếu những Bồ Tát nào trải qua hằng hà sa số đại kiếp, thường xả bỏ vô lượng vô số tài sản quý báu và bố thí cho các hữu tình khắp mười phương, lại có thể hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì Bồ Tát đó thực hành bố thí nhiều và được phước nhiều. Vì thế, chúng đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải đem căn lành cho hữu tình cùng hồi hướng lên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nguyện cùng hữu tình đồng chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu đại Bồ Tát nào muốn có năng lực nhiếp thọ vô số nhóm phước làm lợi ích cho các hữu tình mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí, thì phải thường không xa lìa trí nhất thiết trí và tương ưng với tác ý tu hành bố thí ba la mật đa. Đại Bồ Tát nào thường không xa lìa trí nhất thiết trí và tương ưng với tác ý tu hành bố thí ba la mật đa, thì đại Bồ Tát này liền có năng lực nhiếp thọ vô lượng nhóm phước mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm nhiều lợi ích cho các hữu tình. Vì sao? Này mãn từ từ, nếu các Bồ Tát thường không xa lìa trí nhất thiết trí và tương ưng với tác ý tu hành bố thí ba la mật đa, thì công đức và căn lành của các vị Bồ Tát này trong mỗi một sát na dần dần được tăng trưởng, nhờ vậy mau chứng vô thượng Bồ Đề, có thể làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Vì thế, Bồ Tát muốn thường đem lợi ích an vui cho hữu tình, thì trong tất cả hành động thường phải siêng năng tu tập phương tiện thiện xảo, hồi hướng lên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và nguyện làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Hết quyển thứ 579.